khói đạn hoành hành, chảo lửa sụp sôi, Ukraine phản công trong vô vọng. Trước tổn thất nặng nề khi mỗi ngày phải tiễn hơn 600 binh sĩ châu trời, Kiev có chấp nhận đầu hàng vì biết chắc mình không còn cơ hội chiến thắng hay không? Ngược lại với số phận thê thảm của Kiev, Moscow nhận dồn dập 3 tin vui cùng lúc. Bất chấp động thái siết vòng kim cô áp gói thứ 11, Nga vẫn sống khỏe giữa bão trừng phạt bủa vây. Trước thực tế nan giải trên, Zelensky quay sang tìm cách nịnh bợ phương Tây. Hành động giả dối này đã bị Đức nhìn thấu, khiến Berlin kiên quyết khước từ khả năng gia nhập EU của Ukraine. Đáng chú ý, khi vị Tổng thư ký NATO vẫn còn bỏ ngỏ, Mỹ, Anh thẳng thừng từ chối, tỏ ra không hứng thú với chiếc ghế quan trọng cấp cao. Giữa lúc đồng minh cho thấy nhiều bất ổn, Mỹ gia hạn trừng phạt, gây sức ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Động thái trên từ Nhà Trắng đã khiến Trung Quốc có phản ứng lạ. Diễn biến chi tiết cùng loạt cập nhật khác sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, sau tử địa Bakhmut, Ukraine tiếp tục rơi vào vũng lầy của trạng thái sống không bằng chết khi tiến không được, lùi cũng chẳng xong trên toàn mặt trận. Phát động cuộc phản công quy mô lớn chưa được bao lâu, Kiev đã phải đối mặt với nhiều thảm bại nặng nề. Thông cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga cập nhật hôm qua cho hay, trong nỗ lực tấn công theo ba hướng, lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 600 binh sĩ mỗi ngày. Cụ thể, tại khu vực mỏm đá Vemetsky, lực lượng tác chiến chiến thuật và không quân quân đội Liên bang Nga đã giáng đòn vào các đơn vị đối phương ở khu vực Donetsk và ngoại vi Zaporizhia. Theo hướng Zaporizhia, quân Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị xe tăng thuộc lữ đoàn cơ giới số 65 thuộc Ukraine trong khu vực Novodanilovka và Jablokovo. Ngoài ra, Moscow giáng đòn hỏa lực mạnh vào đội quân dự bị của đối phương đang tiến về hướng Lobkovoy và Kamenskoy, cũng như đánh vào điểm tập hợp nhân lực và thiết bị trong quận Megaroy. Tại các quận lân cận, hoạt động của ba nhóm thám báo biệt kích Ukraine đã bị trấn áp. Tổng thiệt hại của đối phương ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia trong ngày qua lên tới hơn 200 binh sĩ, 8 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 13 xe thiết giáp, 3 ô tô, 2 pháo D-20, 1 lựu pháo MSTAB, 1 pháo tự hành Grozdipka, cũng như 1 xe chiến đấu của tổ hợp phóng loạt Grad. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo hướng Krasny Liman, Moscow đã vô hiệu hóa hoạt động của 3 nhóm thám báo biệt kích Ukraine. Trong quá trình hoạt động chiến sự, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu tới 135 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe thiết giáp, 4 xe bán tải và 1 pháo D-30. Không chịu được hỏa lực như vũ bão, 8 quân nhân Ukraine đã đầu hàng. Ngoài ra, quân Nga đã triệt hạ các kho đạn của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 109, cũng như Lữ đoàn Pháo binh số 44 và Lữ đoàn Cơ giới số 60 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu dân cư miền đông, trong đó có Kharkov. Moscow đồng thời xóa sổ ban chỉ huy của Lữ đoàn Xuân Cước số 128 thuộc Ukraine ở điểm dân cư Zavastoy và vùng Zaporizhia. Cùng với việc đẩy lùi đà tiến công và phá hủy nhiều khí tài đối phương, quân đội Nga đã giành thêm các vị trí quan trọng từ tay lực lượng Ukraine tại Kupiansk. Theo quan chức khu vực, động thái trên vạch trần thực tế rằng Kiev đã thất bại trong việc kiểm soát nhanh chóng Kupiansk để tạo bàn đạp phản công tại Donbass. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ông Andrei Marokko, một quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng hôm 21 tháng 6 cho biết, quân đội Ukraine đã để mất một số cứ điểm chiến lược tại khu vực Kupiansk vào tay lực lượng Nga. Theo ông Marokko, lực lượng tấn công Ukraine đã nỗ lực thực hiện các cuộc đột kích nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ tại thành phố miền đông Kupiansk. Tuy nhiên, các cuộc đột kích này đã không đạt được kết quả như mong đợi. Ngược lại, quân đội Ukraine còn mất một số vị trí chiến lược mà lực lượng này từng kiểm soát trong một thời gian dài vào tay người Nga. Theo vị quan chức thân Nga tại Lugansk, các khó khăn mà lực lượng phòng thủ Nga gây ra khiến Ukraine chỉ thực hiện được khoảng 25% mục tiêu của chiến dịch phản công tại Kupiansk. Trước đó, các chỉ huy quân đội Ukraine đã lên kế hoạch nhanh chóng kiểm soát Kupiansk để tạo bàn đạp phản công tại Donbass. Bất lực trước sức mạnh không gì có thể cản phá của Điện Kremlin, nhiều binh sĩ Ukraine có hành động táo bạo. Đại diện kíp lái tăng Leopard 2 bố trí gần điểm hoạt động chiến sự tiết lộ với ấn phẩm Đức Spiegel rằng lính tăng Ukraine tham gia cuộc phản công ở khu vực Zaporizhia đã giả vờ thiệt hại, ngụy tạo sự cố trên phương tiện chiến đấu nhằm tránh đụng độ trực tiếp với quân Nga. Tờ báo cho biết, binh sĩ 22 tuổi với biển hiệu Gutschik thông báo rằng có những người lính từ chối tham gia cuộc chiến, một số ngụy tạo những chỗ hư hại của xe tăng để không phải tham gia trận đánh.
Theo dữ liệu của Spiegel, trong số 3 thành viên của kiếp lái Leopard 2 mà nhà báo có dịp trò chuyện, không một ai lên án các đồng ngũ phản chiến, bởi nếu quả đạn pháo Nga bắn trúng tháp tăng thì bạn sẽ trở thành một nắm cho. Trong những ngày đầu của cuộc phản công, 3 chiếc xe tăng Leopard của Ukraine đã chạy qua bãi mìn mà quân Nga giăng bẫy hầu như khắp nơi. Một chiếc xe tăng do Đức sản xuất không thể khôi phục, chiếc thứ hai nhắm bất động, còn chiếc thứ ba không thể đưa ra nổi do số lượng lớp mìn bao quanh. Trước đó, hai bình luận viên David Stern và Samantha Smith của báo Washington Post viết rằng Ukraine không thể trì hoãn cuộc phản công lâu hơn nữa vì phải cho phương Tây thấy một số kết quả trước khi mùa đông bắt đầu. Như các nhà báo nhận xét, chính quyền Kiev được cảnh báo cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ dẫn đến tổn thất lớn về người và trang thiết bị. Nhưng Ukraine buộc phải cho phương Tây thấy mình có khả năng chống lại Nga. Và rồi, những nỗ lực của Kiev đã đổ sông đổ bể. Kết quả không thấy đâu, phương Tây hiện chỉ thấy đống đổ nát hoang tàn sắp sửa biến thành tro bụi trên chiến trường Ukraine. Cựu giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Estonia là General Schatz mới đây đã gắn thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine với số lượng lớn các công trình phòng thủ và ưu thế về hàng không của quân Nga để làm rõ điều này. Ông Schatz nhận xét, Nga coi việc nắm giữ phần phía nam của mặt trận là rất quan trọng, vì vậy họ xây dựng nhiều tuyến phòng ngự ở đó. Lực lượng Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở 3 điểm, nhưng cả những đơn vị cơ động sung sức cũng không thành công. Nga đã xây dựng một số tuyến phòng thủ ở gần phía nam của chiến dịch đặc biệt, trong đó mạnh nhất là tuyến thứ 3 được mệnh danh là tuyến Shirovikin mà lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn chưa thể đạt tới. Ông Pinchuk, cựu bộ trưởng an ninh của DNA, nói với các đại diện truyền thông Nga. Đáng chú ý là thuật ngữ tuyến Shirovikin do truyền thông phương Tây sử dụng ngay từ cuối năm 2022. Đó là tên gọi mà Daily Mirror dùng khi mô tả các tuyến phòng thủ của Nga, ghi nhận những khó khăn lớn mà Ukraine sẽ phải đối mặt nếu họ cố gắng chọc thủng. Trước đó, nhiều chuyên gia phương Tây cảnh báo, ban chỉ huy Ukraine và các cố vấn từ NATO rõ ràng đã đánh giá thấp tiềm lực quân sự của Nga cũng như khả năng của chiến sĩ Nga sẵn sàng bảo vệ cứ điểm được giao phó. Đồng thời lại kỳ vọng quá nhiều vào thiết bị quân sự do phương Tây sản xuất mà chất lượng rất tệ, bộc lộ qua thực chiến phản công của Ukraine ở hướng Zaporizhia. Kết cục là lực lượng vũ trang Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề cả về trang thiết bị và nhân sự. Giữa lúc này, người trong cuộc bắt đầu lên tiếng. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đã dừng các chiến dịch tấn công lớn sau khi nhận ra lực lượng của mình không thể giành chiến thắng. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky phân trần, Kiev phản công nhưng không chịu bất kỳ áp lực phải tăng tốc nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 6 nói rằng Ukraine đã dừng các chiến dịch tấn công lớn sau khi nhận ra lực lượng của mình không thể giành chiến thắng. Nhờ lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ chúng ta, cũng như sự sẵn sàng của các chỉ huy trong việc đẩy lùi mọi hành động gây hấn chống lại Nga, tôi thấy rằng dường như kẻ thù không có cơ hội. Ukraine hiểu điều này, đó là lý do tại sao họ dừng lại. Ông nói với các học viên quân sự Nga tại Điện Kremlin. Theo AT, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công vào ngày 4 tháng 6, sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp cũng như lực lượng quân đội được huấn luyện ở phương Tây. Nhận xét về tình hình lực lượng Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho rằng kẻ thù đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự và thiết bị. Ông nói, tính đến sáng sớm hôm nay ngày 21 tháng 6, quân ta đã tiêu diệt được 245 xe tăng và khoảng 678 thiết giáp các loại, chưa kể thương vong của địch là rất lớn. Ông Putin giải thích, lực lượng Ukraine hiện đang trong quá trình xây dựng lại các lữ đoàn, nhưng Kiev lo ngại, với mức độ thương vong như hiện tại thì không chỉ lực lượng dự bị chiến lược mà cả quân đội Ukraine sẽ mất khả năng chiến đấu. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với đài BBC cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tiến triển trong cuộc phản công của Ukraine chậm hơn mong muốn, nhưng Kiev không bị áp lực buộc phải tăng tốc. Đáng chú ý, nước Nga giữa cuộc đối đầu với phương Tây đã nhận được 3 tin vui cùng lúc. Ý kiến này được chia sẻ bởi các nhà quan sát đến từ Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, 3 tin vui trải đều từ chiến trường, kinh tế đến cả các đồng minh của Ukraine. Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, một điều bất ngờ đã xảy ra mà không chính trị gia nào ở phương Tây mong đợi, đó là Nga đã nhận được 3 tin tốt cùng một lúc. Ấn phẩm 360 khoai nói rõ. Trong đó, tin đầu tiên đến từ Trung Đông, mọi chuyện bắt đầu với việc Ả Rập Saudi bất ngờ tuyên bố ý định cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày. Theo tờ 360 khoai, quyết định này chắc chắn là một tin tốt dành cho Nga, bởi Moscow sẽ được lợi sau khi giá năng lượng tăng cao. Tiếp theo là một tin tức đến từ Đức, khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Boris Pistorius nói rằng các kho vũ khí của họ đã cạn kiệt do cung cấp cho Ukraine. Quan chức trên thừa nhận đất nước của ông sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ euro để bù đắp thâm hụt. Ngoài ra, cần lưu ý, Berlin không thể thay thế mọi xe tăng Leopard 2 bị phá hủy trên chiến trường.
Tờ báo Trung Quốc tin tưởng đây là sự xác nhận cho thấy NATO đang cạn kiệt vũ khí. Liên minh quân sự phương Tây sẽ khó lòng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine ở cấp độ hiện tại. Tin vui thứ ba cho Nga hóa ra lại liên quan trực tiếp đến Ukraine. Kiev đã phát động cuộc phản công của mình, điều mà họ và các đối tác phương Tây đặt nhiều hy vọng. Tuy nhiên, rõ ràng Kiev không thể tự hào về bất kỳ thành công đáng kể nào của lực lượng vũ trang Ukraine. Có thông tin cho rằng cuộc phản công đã phải tạm dừng hoạt động do tổn thất quá lớn. Quyết tâm lấp đầy những kẽ hở có thể giúp Nga lách các lệnh trừng phạt. Liên minh châu Âu EU hôm qua nhất trí áp gói trừng phạt mới lên Moscow nhằm ngăn chặn các quốc gia hiện đang giúp đỡ nước này đối phó với các lệnh cấm vận và cắt đứt các kênh thương mại mà Moscow có thể sử dụng. Hôm nay, các đại sứ EU sẽ nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 lên Nga. Gói này bao gồm các biện pháp ngăn khả năng lách lệnh trừng phạt và danh sách các cá nhân bị trừng phạt. Thụy Điển, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cho biết trên Twitter ngày 21 tháng 6. Cụ thể, Thụy Điển cho biết gói trừng phạt mới này bao gồm các quy định cấm mọi hoạt động quá cảnh qua Nga, các loại hàng hóa và công nghệ mà quân đội Nga có thể sử dụng hoặc hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và an ninh của nước này. Gói trừng phạt thứ 11 cũng áp đặt các hạn chế đối với việc bán hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho các quốc gia có thể bán lại cho Nga và mở rộng danh sách các hàng hóa bị hạn chế do có thể phục vụ quân đội và lĩnh vực quốc phòng của Nga. Các biện pháp này đồng thời gia hạn thời gian đình chỉ cấp phép 5 cơ quan truyền thông Nga phát sóng tại châu Âu, đồng thời bổ sung thêm 71 cá nhân và 33 thực thể vào danh sách có tài sản bị phong tỏa tại EU. Nhằm hạn chế hoạt động của các tàu chở dầu thô hoặc sản phẩm dầu mỏ của Nga trên biển để né tránh lệnh cấm của EU, gói này cấm việc tiếp cận các cảng EU đối với các tàu tham gia vận chuyển hàng theo hình thức từ tàu này sang tàu khác nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ hàng hóa được chất lên tàu có nguồn gốc từ Nga. Trước đó, Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của EU cho hay, Nga nhìn chung đã thành công trong việc tránh lệnh trừng phạt của EU và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại mức trước xung đột năm 2020. Thưa quý vị, khát khao gia nhập EU, NATO của Ukraine vẫn chưa hết sục sôi, dẫu vấp phải nhiều phản đối từ các quốc gia thành viên. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Zelensky đã đưa ra những lời khen có cánh và vạch rõ lợi ích hai tổ chức này có được khi kết nạp thêm Ukraine. Đây là toàn văn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong Twitter ngày 21 tháng 6. Ukraine đã thành công trong việc khiến EU đoàn kết hơn bao giờ hết. Đây quả thực là sự thống nhất của các giá trị, được phản ánh trong nhiều quyết định chính trị, kinh tế, trừng phạt và nhân đạo. Ukraine đã kích hoạt tất cả các sức mạnh đoàn kết mà EU được hình thành và Ukraine cũng đang kích hoạt lực lượng đạo đức của NATO. Điều này rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Toàn thế giới hôm nay đang chứng kiến điều gì? Liệu thế giới có công nhận với vai trò lãnh đạo đạo đức của NATO trong việc bảo vệ hòa bình? Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi Ukraine nằm trong liên minh NATO. Ông Zelensky tiếp tục lập luận. Sự phát triển luôn dựa trên các giá trị, giống như các khoản đầu tư lớn cần phải có niềm tin đi trước. Thì sự phát triển mà chúng ta đang chuẩn bị phải đặt trên niềm tin rằng những gì đã được xây dựng lại sẽ không sụp đổ. Mà đây không phải là về những cục gạch, đây là về các sinh mạng. Tôi đã nói điều này trong hội nghị phục hồi Ukraine mà chúng tôi đã khai mạc cùng với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại London. Bất chấp những lợi ích trên, báo Die Welt dẫn lời của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh, để gia nhập Liên minh châu Âu, Ukraine phải loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng có hệ thống. Theo bà, điều này sẽ khó lòng thực hiện trong tương lai gần. Theo ấn phẩm, bà Baerbock đã bày tỏ ý kiến này bên lề hội nghị London về khôi phục Ukraine. Cần phải chấm dứt 30 năm gia đình trị và tuyên bố rõ ràng rằng nạn tham nhũng cũng phải chấm dứt. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đức cho biết, độc giả của báo phản ứng một cách hài hước trước tuyên bố của Bộ trưởng, lưu ý rằng việc tham gia Liên minh châu Âu hoàn toàn không có nghĩa là ở tất cả các quốc gia thành viên EU không còn tham nhũng. Thế mà bà Baerbock không nói với đảng của mình rằng chế độ gia đình trị phải chấm dứt à? Một độc giả cho hay. Một độc giả khác đặt câu hỏi. Tôi chắc chắn ủng hộ thượng tôn pháp luật và kiên quyết chống lại chủ nghĩa gia đình trị và nạn tham nhũng. Nhưng nếu đây là những điều kiện thực tế để vào EU, thì có bao nhiêu quốc gia thực sự cần rời khỏi EU càng sớm càng tốt? Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, Kiev chỉ đáp ứng được 2 trong số 7 điều kiện cần thiết để bắt đầu đàm phán chính thức về việc gia nhập Liên minh châu Âu. Liên quan đến vấn đề trên, dù chiến sự đang hết sức căng thẳng, Ukraine vẫn quyết liệt chống nạn tham nhũng, kẻ thù từ bên trong, vì cần giữ niềm tin của đồng minh và hướng đến việc gia nhập EU. Các điều tra viên chống tham nhũng Ukraine tháng trước tuyên bố đã bắt quả tang Vyacheslav Kuznetsov, chánh án tòa án tối cao nhận hối lộ 450.000 đô la Mỹ. Kuznetsov
được cho là một phần trong đường dây gồm nhiều thành viên tòa án tối cao và ngành tư pháp tham gia chạy án cho Konstantin Yevaho, tỷ phú Ukraine lưu vong bị cáo buộc biển thủ công quỹ. Vụ án gây chấn động lớn, nghi phạm tham nhũng không phải là thẩm phán bình thường ở một tòa án địa phương, ông ấy là người có vị trí cao nhất trong hệ thống tư pháp. Tatiana Shevchuk, luật sư thuộc Trung tâm Hành động chống tham nhũng, tổ chức có trụ sở chính tại Kiev, nhận định. Tổng thống Zelensky khi trả lời báo chí hồi tháng 6 đã gọi vụ bắt tranh án Kazyagyev là bước ngoặt quan trọng đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tự tin rằng bước tiến này mở ra thêm hy vọng cho người dân Ukraine về chính quyền trong sạch. Tuần này, quan chức Nabu cho biết Tổng thống Zelensky đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng để đánh giá cải cách ngành tư pháp do cuộc điều tra còn phơi bày mức độ tham nhũng nghiêm trọng tại Tòa án tối cao, mở ra khả năng xem xét lại một số phán quyết trong quá khứ của ông Kanyazyev và vài thẩm phán khác. Kết quả của chiến chống tham nhũng hơn thế còn có vai trò quyết định đến giấc mơ gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine lẫn uy tín của ông Zelensky, người đắc cử Tổng thống 4 năm trước với lời hứa loại bỏ tham nhũng khỏi chính trường. Giới chuyên gia nhận định, thành quả chống tham nhũng tại Ukraine sẽ tác động đáng kể đến phương thức và mức độ viện trợ từ phương Tây trong giai đoạn tái thiết hậu chiến. Khi vị trí Tổng thư ký NATO vẫn còn bỏ ngỏ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ông sẽ không trở thành Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo ông Wallace, quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Stoltenberg đang vấp phải nhiều khó khăn. Điều này sẽ không xảy ra, ông Wallace nói trong cuộc phỏng vấn với The Economist khi bình luận về việc trở thành người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO. Theo ông, Mỹ muốn mở rộng quyền hạn của Tổng thư ký đương nhiệm. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng Washington có thể muốn có một thủ tướng đảm nhận vị trí này. Theo The Economist, Washington có thể đã cân nhắc ứng cử viên tiềm năng là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, nhưng ông Rutte lại được cho là đã từ chối lời đề nghị nhiều lần. Trong khi đó, các nguồn tin của ông Wallace cho hay quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Stoltenberg vẫn còn bỏ ngỏ. Dự kiến ông Stoltenberg sẽ nghỉ hưu từ tháng 9 tới. Khối quân sự này đang gặp khó khăn trong việc quyết định nhân sự thay thế trước hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 7 tới ở Lithuania. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết nước này đang tham vấn rất chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình để xác định hướng đi với NATO và ban lãnh đạo của tổ chức này. Theo Reuters, khi được hỏi về vai trò Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20 tháng 6 cho biết Washington không để ứng cử viên cụ thể nào cho vị trí này. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh James Cleverly ở London, ông Blinken nói, "Chúng tôi không thúc đẩy để bàn bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào. Chúng tôi đang tham vấn rất chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình để xác định hướng đi mà chúng tôi muốn với NATO và ban lãnh đạo của tổ chức này." Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15 tháng 6 đã đề ngỏ khả năng kéo dài nhiệm kỳ trong bối cảnh các quan chức cấp cao từ các nước thành viên công khai tán thành ý tưởng này, bao gồm cả một trong những người tiềm năng kế nhiệm ông. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã kéo dài 3 lần và ông sẽ mãn nhiệm vào tháng 9, sau 9 năm làm Tổng thư ký NATO. Khi được hỏi liệu ông có bị thuyết phục ở lại trong chuyến thăm Washington lần này hay không, Tổng thư ký Stoltenberg nói, "Tôi chịu trách nhiệm về mọi quyết định mà liên minh này phải đưa ra, ngoại trừ một quyết định, và đó là về tương lai của tôi. Đó là quyết định của 31 đồng minh." Liên quan đến Mỹ, Tổng thống Joe Biden mới đây đã gia hạn một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Quyết định này được Nhà Trắng thông báo cho các nhà lập pháp vào ngày 20 tháng 6, cùng với quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt. Washington cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa do vũ khí nguyên tử của Triều Tiên gây ra. Bình luận về các hành động của Bình Nhưỡng, Tổng thống Biden nói, "Sự tồn tại và nguy cơ các loại vũ khí hủy diệt này được sử dụng trên bán đảo Triều Tiên tạo thành một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của nước Mỹ." Sắc lệnh được Nhà Trắng ban hành bao gồm một loạt các hạn chế đối với Triều Tiên như đóng băng tài sản, cấm vận thương mại, cấm đi lại và cấm các công ty Mỹ tìm cách kinh doanh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mặc dù hầu hết những chính sách này đã được áp dụng từ trước khi Tổng thống George Bush ban hành sắc lệnh năm 2008, nhưng điều khác biệt là các biện pháp này còn ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, cho phép Tổng thống có quyền hạn trong một số trường hợp nhất định. Chính quyền Tổng thống Biden đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, nhắc lại lập trường của một số chính quyền trước đây. Trước đó, chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã thành công trong việc làm tan băng mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Điều này được thể hiện rất rõ qua cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở khu phi quân sự Liên Triều vào năm 2019. Song chính sách ngoại giao này đã không thể tiếp tục dưới thời ông Biden. Ngược lại với những nỗ lực cản phá Triều Tiên từ Mỹ, Trung Quốc và Pakistan vừa ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ. Sau lễ ký kết, công việc xây dựng nhà máy hạt nhân này sẽ ngay lập tức bắt đầu.
CNN đưa tin, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết Pakistan và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân 1.200 MW. Ông Sharif đồng thời ca ngợi khoản đầu tư của một quốc gia mà Pakistan coi là đồng minh đáng tin cậy nhất của mình. Công việc trong dự án Chasma 5 sẽ bắt đầu ngay lập tức, Thủ tướng Sharif phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước BTV sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan Hợp tác Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pakistan. Khoản đầu tư từ Trung Quốc vào dự án trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Pakistan là nơi mà các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục thể hiện lòng tin và sự tín nhiệm của họ, ông Sharif nói. Dự án Chasma 5 dự kiến được xây dựng ở tỉnh miền Trung Punjab. Theo đó, sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ giúp Pakistan thực hiện quá trình chuyển đổi khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.